Từ đầu năm 2016 đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính đối với 6 cá nhân khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi sông Đại Dân và sông Đại Đờn với số tiền gần 100 triệu đồng. Tịch thu máy móc khai thác cát, đồng thời yêu cầu các trường hợp vi phạm ký cam kết không tái phạm và thực hiện các biện pháp hoàn nguyên môi trường do khai thác gây ra nếu có. Ngành Tài nguyên Môi trường huyện Lâm Hà cho biết, mặc dù đã tăng cường các giải pháp quản lý, tuy nhiên tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có sông suối, tình trạng lén lút khai thác cát trái phép vẫn diễn ra, gây khó khăn trong công tác kiểm soát của cơ quan chức năng. Để có giải pháp ngăn chặn hiệu quả, bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra, các ngành chức năng của huyện Lâm Hà còn tiến hành xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, bảo quản thực phẩm và tiến hành lấy mẫu khi cần thiết.